rồi về miếng miếng lại coi rồi ăn nhiều đi à. Trời ơi, chạy hết cái đường ta, tới cũng làm đường cái này chứ đâu. Chỗ này nè, đi vòng bên tuốt, đẩy hết cái đường ta rồi nữa. Ở đây đi trời, đây. Alo em. Mong ơi, thật. Cái này xong rồi mới cắt nắp ra hả? Hay là để nguyên con vậy thôi. Xúc cái gì? Lấy cái gì xúc? Kiều vô bây giờ. Cây kiều vô. Nhưng mà có cái gì đặt ở dưới để bắt chưa dính nó? Ngàn con là ở biển nha. Hả? Cứ xuống dưới, là xúc phải hả? Mình tự chạy hả?